chào chị Quỳnh Nhân nè. Rồi ai đang xem live thì chia sẻ like giúp em á chị ơi. Ai đang xem live chia sẻ giúp em ha. Chào Yến Trần nè. Hôm nay là quà rất là đặc biệt nha mấy chị. Quà là một set nước hoa mini 20 mùi nha. Hôm nay là quà là một set nước hoa 20 mùi và có hai set ha, dành cho đầu like và cuối like. Cho nên mấy chị vào xem chia sẻ giúp em ha. Chia sẻ 20 lượt xem ha, 20 lượt xem đầu tiên em sẽ tặng một set nước hoa ha. Rồi mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em trên trang cá nhân ít nhất là 3 lần ha. Nếu mấy chị thương em, mấy chị chia sẻ vào trong hội nhóm giúp em nữa nha. Rồi ai đang xem chấm giúp em một chấm để mình tương tác với nhau nha mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào đang xem chia sẻ like giúp em ha. Hôm nay là quà tặng là một set nước hoa mấy chị. Một set nước hoa như thế này 20 mùi ha, cực kỳ thơm luôn. Đây ha, một set nước hoa 20 mùi này chỉ cần mấy chị chia sẻ like thôi ạ. Chia sẻ like để có cơ hội nhận cái set nước hoa này nha. Rồi mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em ít nhất là 3 hoặc là 5 lần trên trang cá nhân ha. Và chia sẻ vào hội nhóm giúp em nữa nha. Rồi em sẽ tặng hai set nước hoa này cho đầu like và cuối like ha. Mấy chị cố gắng chia sẻ thật nhiều giúp em ha, để có cơ hội nhận cái set nước hoa này 20 mùi. Một ngày xịt một mùi cực kỳ thơm. Đó. Rồi mấy chị vào xem chấm tương tác và share like giúp em ạ. Chấm tương tác và share like này giúp em nha mấy chị yêu ơi. Chấm tương tác và share like này giúp em ha. Mình phải tương tác với nhau nha mấy chị. Nhiều khi mấy chị comment nó bị ẩn là do mấy chị không tương tác với em ha. Rồi mấy chị nhớ là phải tương tác với em để mình sẽ dễ hơn nha mấy chị. Rồi chị nào đang xem thì chấm giúp em mấy chị ơi, chấm và chia sẻ like giúp em ha. Chia sẻ like tặng một cái set nước hoa như thế này nha mấy chị. Đây tặng một cái set nước hoa đủ mùi như thế này ha. Rồi mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em ha, vào đầu like ha. 20 lượt xem em sẽ tặng cái set nước hoa này nha. Hôm nay em lên sớm nha, hẹn mấy chị là 11:30 nhưng mà bé ngủ sớm nên em lên sớm cho mấy chị ha. Rồi chị nào đang xem chấm giúp em một chấm đi ạ. Chào Thư nè, rồi ba chị đang xem chấm giúp em một chấm ha. Được xem ha, em sẽ tặng một set nước hoa 20 mùi. Mỗi ngày một mùi nha mấy chị, cực kỳ thơm luôn. Có hai set dành cho đầu like và cuối like. Chỉ cần mấy chị chia sẻ cái like của em trên trang cá nhân 3 hoặc là 5 lần ha. Cái đó thì em có thể kiểm tra được. Còn mấy chị nào mấy chị vào xem mà thương tình em thì mấy chị chia lên hội nhóm giúp em ha. Kết bạn theo dõi Facebook của em với chế độ xem trước ha. Rồi khi đạt 20 lượt xem thì em sẽ chơi game và tặng set nước hoa này. Đầu like một set và cuối like một set ha. Mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em 15 lượt nữa thôi mình sẽ chơi game và tặng cái set nước hoa này nha mấy chị. Set nước hoa này mấy chị mua ngoài thị trường á là phải 120-150 một set ha. Em tặng luôn cho mấy chị set này nha, mà chỉ cần mấy chị share like thôi. Còn mấy chị share like thôi là mấy chị sẽ có cơ hội nhận được set nước hoa này. Mà hôm nay là có hai set lận nha mấy chị yêu. Hôm nay là có hai set lận.
Rồi mấy chị vào xem thì share like giúp em ha. Share like giúp em nha. Rồi 7 chị đang xem rồi. 7 chị đang xem rồi ha, 9 chị rồi. Chia sẻ giúp em 11 lượt xem em sẽ tặng set này nha mấy chị ơi. 11 lượt nữa. 11 lượt nữa em sẽ tặng set này ha. Chỉ cần 20 lượt xem em sẽ tặng một cái set nước hoa mini. 20 lượt xem em sẽ tặng ha. 10 lượt xem rồi mấy chị ơi, cố gắng share like ha. 20 lượt xem em sẽ tặng một cái nước set nước hoa 20 mùi. Mỗi ngày một mùi cực kỳ thơm luôn. Đó, set này mấy chị mua ở ngoài tiệm, ngoài shop là người ta đã bán 120, 150 một set rồi. Shop em ở đây bán chỉ có với giá là 90k thôi. Ở đây em bán chỉ với giá 90k thôi. Nhưng mà hôm nay em sẽ có hai set dành tặng cho hai chị nào may mắn nhất và share cái livestream này của em nhiều nhất ha. Rồi mấy chị cố gắng share like giúp em ha. 12 lượt ha, mấy chị còn 12 lượt nữa thôi là mình sẽ chơi mini game và tặng luôn một cái set nước hoa như thế này. Tặng luôn cho mấy chị một set nước hoa. Mấy chị hôm nay là quà cực kỳ hấp dẫn luôn. Không những mấy chị vào đây mua like, hàng đẹp giá rẻ mà được tặng luôn một cái set nước hoa như thế này. Đồ đẹp phải đi đôi với hương thơm của cơ thể ha. Thì mấy chị chọn được cái, mấy chị cố gắng xe để đạt mốc 20 lượt thì mấy chị sẽ có cơ hội nhận cái set nước hoa này nha. Đó, cực kỳ thơm, rất là nhiều mùi nha mấy chị. Đó, rất là nhiều mùi rồi, mấy chị cố gắng share like đi ha. Em muốn là mấy chị share like đạt 20 lượt luôn để em tặng luôn, chứ không có thời gian chờ đợi nữa. Đó, mấy chị cố gắng share đi ha. 20 lượt cực kỳ dễ luôn nha mấy chị yêu ơi. Mình chỉ cần mời bạn bè, tăng bạn bè vào xem cái like này của em thôi. Là một người, rủ thêm hai người, thì trong đây 7 người, rủ thêm hai người nữa là mấy chị đã thấy gần 20 lượt rồi. Đó, rồi mấy chị xem thì chấm giúp em nè, chấm tương tác với em nha mấy chị ơi. Đây, tặng nguyên một set như thế này ha. Có hai set nha mấy chị, hai set cho hai chị may mắn nhất ngày hôm nay ha. Rồi mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em ha. 10 lượt xem em sẽ bắt đầu like và cứ chia sẻ tiếp tục, khi đạt thêm 10 lượt xem nữa thì em sẽ tặng set này. Rồi ai đang xem chấm giúp em một chấm nè. Chào Linh nè, chia sẻ like giúp Trúc nha Linh ơi. Rồi chia sẻ giúp em ha mấy chị ơi, 9 lượt xem rồi, 11 lượt nữa em sẽ tặng cái set nước hoa như thế này nha. 11 lượt nữa em sẽ tặng, trời ơi, một cái set nước hoa này cực kỳ yêu luôn nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị share like cái livestream này thôi là mấy chị có cơ hội nhận rồi. 11 lượt xem rồi mấy chị cố gắng share giúp em. 9 lượt xem nữa thôi, 9 lượt xem nữa xem mấy chị sẽ nhận được cái set nước hoa này. Trời ơi, set nước hoa này mà ai là người may mắn nhất thì mấy chị nhận về cực kỳ ưng luôn. Đó, rất là thơm mấy chị yêu ơi, cực kỳ thơm luôn. Đây nhé. Trời ơi, cực kỳ thơm luôn nha mấy chị. Đó, 20 mùi mấy chị, 20 mùi đáng đồng tiền luôn á. Đáng đồng tiền nha mấy chị, đáng đồng tiền. Để em có sushi mèo. Chào chị mét rưỡi nè. Áo hả, mét rưỡi ơi. Em hỏi áo sushi mèo có đúng không? Có nha, chị có áo nhung mèo. Có áo nhung mèo nha. Hôm nay nói chung là toàn là hàng hot hit thôi. Chỉ còn mấy chị vào xem chia sẻ giúp em. 10 lượt em sẽ like ha. Và mấy chị cố gắng 20 lượt em sẽ tặng một cái set nước hoa như thế này. 20 lượt em sẽ tặng một set nước hoa nha. 20 lượt em sẽ tặng một set nước hoa nha mấy chị yêu ơi. Rồi cố gắng chia sẻ giúp em nè. Chào chị Kim Cương nè. Rồi mấy chị chia sẻ giúp em ha. 20 lượt em tặng một set nước hoa. Bây giờ em like nha. Mấy chị cứ share like tiếp tục. Khi mà em thấy đạt mốc 20 lượt thì em sẽ tặng set nước hoa này. Khi mà em thấy đạt mốc 20 lượt em sẽ chơi game và tặng nước hoa nha. Em nói là em làm và em nói là em sẽ tặng nha mấy chị yêu. Em nói thì em làm và em nói xin sẽ tặng cho mấy chị, cứ yên tâm đừng nghĩ ôi con này nó đưa ra cái hộp đó nên nó câu like thôi. Không phải, chỉ còn mấy chị chia sẻ giúp em ha. 20 lượt thì em sẽ tặng liền nha. Chỉ dành cho chị nào may mắn nhất thôi. Rồi ai đang xem thì chia sẻ cái video này giúp em, chia sẻ cái like này giúp em để mấy chị có cơ hội ha, nhận được cái hộp đó nha. Áo nhung mèo bao nhiêu rồi? Em bỏ xỉ hết rồi nha mấy chị ơi. Áo nhung mèo hàng về em bỏ xỉ hết rồi. Chỉ còn có màu tím. Còn có màu tím và màu xanh thôi. Màu tím và màu xanh ha. Áo nhung mèo còn màu tím và màu xanh ha. Hàng loại 1 nha mấy chị. 180k một em áo thôi. 180k ha. Form này là 60kg đổ lại nha. Còn màu tím và màu xanh 180. Còn màu tím và màu xanh thôi. Hàng này em bỏ xỉ hết rồi. Chỉ còn màu tím và màu xanh. Còn hai màu thôi. Chị nào lấy áo nhung mèo thì báo em. Tím hoặc xanh 180 nha, hàng loại 1 nha mấy chị. Đừng so sánh em với hàng hàng loại 2, loại 3 ha.
hàng loại 1 nha mấy chị, 180k một áo. 180k một áo nha. Đây, màu kim sa, áo nhung cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai lấy áo nhung mèo thì báo em. Áo nhung mèo 180k ha, xe la giúp em 13 lượt nữa là em sẽ tặng hộp nước, hộp nước hoa ha, set nước hoa ha. Đây màu tím nha mấy chị, 180k một áo. Form có độ co giãn ha, 60kg 1m6 độ về mặt vừa. Đây nha. Đó, áo nhung mèo rất là đẹp luôn, còn hai màu thôi, ai nhanh tay thì hốt liền nha. 180k nha mấy chị. 180k hàng loại 1 nha mấy chị, nhung cực kỳ đẹp luôn. Nhung cực kỳ đẹp luôn nha, kim sa như thế này nè mấy chị. Ra ngoài shop mua là 200 đủ lên ha, không có giá này đâu. 180k ha, ai lấy thì báo em, còn hai màu thôi. Màu xanh và màu tím em đang mang mấy chị. Form này co giãn ha, form này nó có độ co giãn 60kg độ lại mặt vừa, 60kg 1m6 độ lại mặt vừa, cực kỳ bụi luôn. Hàng này về bao nhiêu cũng hết nha mấy chị. Đó, màu tím ha, màu tím và màu xanh. Màu tím và màu xanh á, ai lấy áo nhung mèo thì báo em còn có 2 cái thôi. Còn 2 cái luôn nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy áo nhung mèo báo em ha, còn màu tím và màu xanh nè. Tím và màu xanh ha, kim sa ha, hàng loại 1 nha mấy chị. Hàng loại 1 bao chất cho mình luôn, 180k một em. Đó, 180k một em ha. Trên thị trường nó có rất là nhiều loại mặt hàng nhái cái loại này nha. Nên mấy chị đừng có so sánh, ờ thông bên kia nó rẻ quá mà bên đây giá như thế này. Hàng loại 1 mấy chị cứ yên tâm, hàng này là hàng ở đây em bán shop mà, bao chất cho mình luôn ha. Rồi 180 một áo thôi, 180 một áo, ai lấy thì bảo em hàng mới về. Rồi mấy chị xe like giúp em ha, khi đạt đủ 20 lượt xem em sẽ tặng, em sẽ tặng set nước hoa mini nha. Rồi, đột lượt view luôn. Rồi bốn chị đang xem chấm giúp em một chấm ha, chấm giúp em một chấm và chia sẻ like giúp em ha. Cố gắng chia sẻ đi mấy chị ơi, cố gắng chia sẻ giúp em ha. Chia sẻ giúp em để tặng một cái set nước hoa như thế này nha. Cố gắng chia sẻ giúp em để tặng một set nước hoa, 15 lượt xem nữa em sẽ tặng một cái set nước hoa như thế này. À, cho coi đầm đi chị. Rồi ok chị Võ Nguyên Thủy ha. Rồi bắt đầu em like ha mấy chị, chấm giúp em một chấm, bắt đầu em like đầm cho mình xem ha. Chấm giúp em một chấm để em like đầm ha. Giờ mấy chị muốn like đầm gì ạ? À? Đầm ren, đầm dạ hội, đầm gì ạ? À? Đầm xòe công chúa kết ngọc luôn. Đây nha, đây màu trắng và màu đỏ. Màu trắng và màu đỏ nha mấy chị. Hôm nay bán giá 150k, 150k một cái đầm ren xòe công chúa luôn. Rồi cái này là tầm eo 72 đổ lại nha. Eo 72 đổ lại cái đầm xòe hạt này nha mấy chị. Eo 72 ha, chia sẻ giúp em 13 lượt xem nữa em tặng ha. 13 lượt xem nữa em tặng set ha. Mấy chị bây giờ đó, lượt tương tác xem đó, nó còn ít lắm. Mấy chị muốn em like đầm như thế nào mấy chị cứ nói ha. Nếu mà có ở đây em sẽ like cho mấy chị xem ha. Rồi áo đầm xòe công chúa này là có màu đỏ và màu màu trắng. Nó có kết hạt ở trên phần lưới nha. 150k hôm nay là sale luôn. Sale giá 150k luôn ha. Sale giá 150k. Ai lấy cái này thì chốt dùm em mã 1 kèm màu, một trắng hoặc là một đỏ. Eo 72 đổ lại mặt vừa, 150k một em thôi. Sale giá rẻ bèo nhèo cho mấy chị luôn. 150k một em có trắng và đỏ ha. Eo 70-72 đổ lại mặt vừa nha. Là tầm 52kg 1m6 nha mấy chị. 52kg 1m6 ha. Rất là dễ thương luôn. Đây nha. Rồi ai lấy cái này thì chốt dùm em mã 1. Chốt dùm em mã 1 nha. Cái này kéo đi kéo lại nha. Đó. Chốt dùm em mã 1 nha mấy chị. Mã 1 150k một em như thế này thôi. Quá rẻ nha mấy chị yêu. Đây ha, ở trên phần lưới là nó kết ngọc nè. Đây trên phần lưới nó kết ngọc, lớp lưới là hai lớp nha mấy chị. Đó, đầm ren đây, chị đang lai đầm ren đây em. Ở đây trên đây là đầm ren phối lưới ha, đầm ren phối lưới đầm xòe. Rồi mẫu này là mã số 1 nha, ai lấy thì báo em. Chào chị Đình Tiên. Rồi mấy chị vào xem xe like giúp em để có cơ hội nhận một cái set nước hoa nha. Rồi mã số 1 có màu đỏ và màu trắng, ai lấy báo em 150k. Eo 70-72 đổ lại mặt vừa là tầm 52kg 1m6 nha mấy chị. 52kg 1m6 ha. Rồi đầm ren, ren body hay là ren xòe? Rồi một cái là mẫu ren body mấy chị.
mẫu ren body rock vai màu xanh rêu, dáng dài nha. Cái mẫu này là mẫu dáng dài nha. Mấy chị cố gắng share like giúp em đi ạ. Share like giúp em nha mấy chị yêu ơi, share like để có cơ hội nhận một set nước hoa ha. Rồi mấy chị xem, mấy chị chấm giúp em ha. Chấm để em biết em qua mẫu cho mấy chị xem. Rồi cái này eo 75 76 độ lại mặt vừa ha. Cái mẫu này là eo 75 76 độ lại mặt vừa, nó khoét vai như thế này nha. Form dài nha mấy chị, eo 75 76 là tầm 55 kg 1m6 độ lại mặt vừa cái form này. Rồi hôm nay bán giá quá rẻ cho mấy chị luôn, 150k một cái em body xanh rêu này thôi. 150k nhé. 150k một em body này thôi. Là 55 kg 1m6 độ gầy mặt vừa ha mấy chị. Eo 75 76. Màu xanh rêu ha, màu xanh rêu. Ai thích màu tối thì hốt em này. Rất là đẹp nha mấy chị, lên cực kỳ trắng da luôn. Đây nó khoét vai, nó bèo như thế này nha. Đây, form này rất là đẹp nha mấy chị. Đó. Chỉ có 150k thôi. 150k em này ha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là xanh rêu ha. Ai lấy thì chốt giùm em xanh rêu. Chào chị Bảo Hân nè. Xanh rêu nha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Em mặc là nó còn rộng nha. Em mặc là nó còn rộng. Rồi 55kg 1m6 đổ về mặt vừa, eo 75-76 đổ lại ha. Rồi ai lấy cái mẫu này thì chốt giùm em là xanh rêu. Còn một cái duy nhất thôi, body dáng dài ha, dành cho chị nào cao 1m57-58 đổ lên mặt quá đẹp nhé. Đây đó. Chất ren mà mấy chị khỏi bàn, hàng này ở đây em bán shop mà. Đó, xanh rêu như thế này ha. Rồi ai lấy thì báo em nhé. Xanh rêu này còn một cái duy nhất thôi. Chào chị Quỳnh Lê nè. Chào chị Quỳnh Lê nha. Rồi mấy cô chị cố gắng share giúp em ha. 13 lượt nữa em sẽ tặng một cái set nước hoa như thế này ha. 13 lượt nữa em sẽ tặng một cái set nước hoa như thế này. Đây nha, cố gắng xe giúp em ha. Đủ 20 lượt thì em sẽ tặng cái set nước hoa nha. Đủ 20 lượt em sẽ tặng một set nước hoa. Cực kỳ đẹp nha. Rồi xanh rêu này ai lấy thì báo em nha. Còn một cái duy nhất thôi, 150k. Giá chị áp dụng trên like cho mấy chị chia sẻ cái like này giúp em nha. Rồi mấy chị chấm giúp em là chia sẻ like giùm em ha. Chấm và chia sẻ like giúp em ha. Để mua hàng giá cực kỳ rẻ nha mấy chị. Giá hàng cực kỳ rẻ luôn. Rồi đầm suông mấy chị, ai thích đầm suông thì hốt mấy em này về ha. Cực kỳ tiện lợi luôn, có túi hai bên. Form này dao động từ 60kg đổ lại. 60kg đổ lại ha, đính đá ha. Đính đá cực kỳ chắc chắn luôn mấy chị, giặt không rớt nha. Đó, mấy chị bỏ vào máy giặt, mấy chị lộn bì trái ra, mấy chị giặt vô tư luôn. Đây, cái phần tay nó cũng đính như thế này ha. Còn chào chị Khao Nguyễn nè. Rồi, cái mẫu này là hôm nay bán giá 170k. 170k hàng này ở shop, nếu mấy chị mua là mấy chị mua phải 200 mấy đổ lên ha. Em bán giá trên like cho mấy chị luôn. Màu cam nè, màu xanh bơ nè, màu xanh bơ này có thể 65kg mặc cũng được luôn nha mấy chị. Xanh bơ này là 65kg mặc cũng được luôn. Rồi màu đen ha, màu đen form này 60kg đổ lại thôi. Màu đen. Màu đen ha. Rồi còn 3 màu 170k, mấy chị cố gắng xe giúp em, khi đạt đủ 12 lượt thì em sẽ tặng một cái set nước hoa như thế này. Khi đạt đủ 20 lượt xem ha, 20 lượt xem em sẽ tặng một set nước hoa này cho mấy chị nha. Rồi mấy chị cố gắng share giúp em ha. Chào chị Diễm Ngô nè. Rồi, ba cái mẫu đầm suông này là 170k, hai chất thun lạnh mặc cực kỳ thích, mặc cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị không lấy mấy cái em này là mấy chị tiếc hụi hụi luôn, rất là dễ mặc. Đó, có cái túi hai bên luôn, mấy chị mặc đi chơi ha, đi du lịch, đi siêu thị gì nó rất là thoải mái luôn. 60k 60kg đổ lại mặc vừa hết nha mấy chị. 60kg ha. Riêng cái màu xanh bơ này là 65kg đổ lại mấy chị mặc khoảng vừa luôn. Rồi ba màu, chị nào lấy màu nào chốt màu đó giúp em. Dạ em chào chị Diễm Ngô à. Rồi màu cam đất nè, màu xanh bơ ha, và màu đen. Rất là đẹp nha mấy chị. Ốm ốm người như em mấy chị mặc cũng được luôn. Đó, ốm ốm người như em là mấy chị mặc cũng được luôn. Rất là dễ mặc luôn. 40 mấy ký mấy chị mặc cũng được. Form phi size mà. Form suông là form phi size, 60kg đổ lại mặc vừa. Đó, bây giờ lượt tương tác, lượt người xem còn ít, mấy chị thích like gì mấy chị cứ nói để em biết em like cho mấy chị nè. Đó, mấy chị chấm giúp em đi, thí dụ như em like cái mẫu nào mấy chị không thích, mấy chị chấm giúp em ha, để em biết ha. Rồi mấy chị xem thì chia sẻ giúp em ha. Đạt 20 lượt xem em sẽ tặng quà ha. Đây mấy chị thấy không, em chỉ có 46kg 1m55.
đó em mặc mấy chị thấy vẫn rất là đẹp ha. Đó, tại vì là phong suông mà rất là dễ mặc, ai mặc cũng được hết. Đó, 40kg mặc cũng được luôn, 60kg mặc cũng được luôn, phi size từ 40 tới 60kg nha. Rồi ai lấy cái mẫu này thì chốt màu giúp em, màu cam đất, màu xanh bơ và màu đen. Cam bớt xanh bơ và đen ha, đính đá hàng ngày ra ngoài mua là 200-220 mấy đổ lên á. Em bán cho mấy chị là 170, tại vì mấy chị phải kèm một phí ship nữa là 30k nữa ha. Thì mấy chị mua cái đầm này tầm 200k, vẫn rẻ hơn ở shop được rất là nhiều luôn và rất là dễ mặc. Rồi chia sẻ giúp em 12 lượt nữa mấy chị, 12 lượt nữa em sẽ tặng ha. 12 lượt nữa em sẽ tặng. Rồi màu cam đất nha, màu cam đất xanh bơ và đen 170k, ai lấy báo em nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị, hàng đẹp lắm. Ở đây ai đã từng mua hàng của em rồi mấy chị cho một em một cái bình luận à. Ai đã từng mua hàng của em rồi mấy chị cho em một cái bình luận là hàng bên shop em bán như thế nào ha. Ai mà kèm một cái bình luận cho em thì em sẽ giảm cho một mấy chị đó đơn, một trên đơn hàng 10k ha. Giảm một đơn hàng 10k nha mấy chị. Chỉ cần mấy chị bình luận là ừ hàng bên em như thế nào thì em sẽ giảm cho chị đó 10k một đơn hàng ha. Rồi mấy chị đang xem chấm giúp em một chấm để em biết đường em like, mấy chị đừng im lặng với em như thế. Không có biết đường mà rờ nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị đang xem thì chấm tương tác và share like giúp em ha. Rồi cảm ơn chị Quỳnh Lê nè. Rồi một cái đầm ren mấy chị ơi. Đây ha, một cái đầm ren. Đầm ren này là tay phối lưới nha. Nhưng mà cái này là dạng dạng tay lỡ như thế này ha. Dạng tay lỡ. Chào chị Huỳnh Thảo Nguyên nè. Mấy chị cố gắng share giúp em. Chỉ còn 14 lượt xem nữa em sẽ tặng quà ha. Tặng một cái set nước hoa 20 mùa luôn ạ. Rồi ở trên đây nó cũng phối lưới luôn. Ở trên đây nó cũng phối lưới như thế này ha. Ren lá. Ren lá nha mấy chị. Để em đo eo cái mẫu này. Mấy chị khi mà kinh nghiệm á, là mấy chị khi mua hàng trên live, mấy chị nhớ là mình đo cái số eo của mình, nó sẽ chắc chắn vô cùng ha. Còn người bán người ta chỉ nhìn cái form người ta phỏng đoán thôi. Nhưng mà tùy cơ địa của mỗi người nữa nha mấy chị yêu. Tùy cơ địa của mỗi người nữa ha. Rồi cái này dao động là eo 78 nè. Cái mẫu này là eo 78 đổ lại nha mấy chị. Mẫu này là eo 78 đổ lại nè. Cái này eo 78 đổ lại nha mấy chị yêu. Rồi hôm nay bán giá chỉ áp dụng cho mấy chị nào share cái live stream này của em ha. Và giá của em này hôm nay bán là 190k. 190k một cái em đầm ren như thế này ha. 190k rồi ai lấy báo em. Eo 78 đổ lại nha. Trời ơi, nó đổ. Rồi eo 78 đổ lại cái mẫu này màu xanh rêu ha. Giá cực kỳ rẻ cho mấy chị ở trên live thôi, tốn phí ship mua ha. Rồi ai lấy thì báo em. Mấy chị chốt là xanh lưới ha. Xanh rêu lưới ha. Để nó tránh nhầm lẫn với cái xanh hồi nãy. Tại ơi cái nước hoa nó thơm. Cố gắng xe đi mấy chị ơi, được 8 lượt rồi. Mấy chị cố gắng xe thêm 12 lượt nữa thôi. Thêm 12 lượt nữa sẽ được tặng ha. 12 lượt nữa sẽ được tặng. Đây chào Hân nè. Đây nha. Cái mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Và cái eo nó là co giãn tới eo 78 nha mấy chị. Eo 78 đập mặt vừa cái xanh này. Đó rất là đẹp luôn mấy chị. Trời ơi không lấy cái mẫu này tiếp hồi hội nha. Đó eo 78 là tầm 55-57kg 1m6 đổ về mặt vừa cái form này ha. Rồi ai lấy cái này thì chốt dùm em là xanh rêu lưới. Xanh rêu lưới là hôm nay xe cái line này 3 lồng dùm em ha. Thì em sẽ bán cái đầm này với giá 190 thôi. Rồi ai lấy thì báo em ha. Xanh rêu lưới nha mấy chị yêu. Xanh rêu lưới cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó xanh rêu lưới ha. Rồi ai lấy thì báo em, còn một cái duy nhất thôi. Xanh rêu lưới nha mấy chị. Xanh rêu lưới ha. Rồi mấy chị chấm giúp em đi ạ. Chấm và share like giúp em được không ạ? Mấy chị đừng im lặng ạ. Mình mua mình xem mình phải tương tác với người bán giúp em ha. Không thích mẫu mấy chị chưa cứ chấm để em biết đường em qua mẫu cho mình. Hàng thì rất nhiều nhưng mà mấy chị cũng phải yêu cầu ừ em muốn like cái gì, hoặc là mấy chị không thích mấy chị chấm giúp em ha, để mình tương tác với nhau. Nhiều khi sợ mấy chị thích cái mẫu gì đó mà mấy chị không nói rồi cứ đợi chờ em thì nó lâu. Có em thì cứ bóc đại, tại vì hàng ở shop rất nhiều luôn, cứ bóc đại mà không biết đường like cái mẫu gì thôi.
Rồi một cái mẫu đầm suông á chị. Đầm suông này thì nó tầm 55-57kg 1m6 độ về thôi ha. Nó ren nha mấy chị, ren và kết hoa như thế này ha. Đó, ren kết hoa còn một em duy nhất thôi. Rồi bán với giá là 190 nha mấy chị, 190 ha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là trắng suông. Trắng suông nha, 190k trắng suông. Trắng suông nha. Lúc mà em like á, mấy chị không hỏi, khi mà em tắt like rồi á, cái like nó còn hiển thị á, thì mấy chị cứ tưởng em like, rồi mấy chị hỏi. Hai ngày nay là em gặp mấy trường hợp như vậy. Rồi, cái mẫu em đang mang là suông ha. Suông bầu bì bụng nhỏ con trang được ha. Tại vì vườn rang nó không có độ co giãn nè. Chào chị Tiên Huỳnh nè. Rồi cái mẫu này thì tầm 57-58 chứ 1m6 độ về thôi. Rồi ai lấy rang trắng thì chốt giùm em là rang trắng ha. Rang trắng kết hoa vo nổ trên đây ha. Rang trắng nha mấy chị, rang trắng ha. Rồi còn một em duy nhất thôi, 190k. Ai lấy thì báo em rang trắng nè. Rồi cố gắng xe giúp em ha, 13 lượt nữa thôi. 13 lượt nữa em sẽ tặng một cái set nước hoa mini. 13 lượt nữa nha mấy chị. Set nước hoa cực kỳ thơm luôn, 20 mùi mỗi ngày một mùi. Có hai set ha, đầu like và cuối like em sẽ tặng cho mấy chị. Rồi ai đang xem chấm giúp em một chấm nha. Chấm giúp em một chấm đi. Rồi bây giờ mấy chị muốn like cái gì? Muốn like cái gì mấy chị yêu ơi? Rồi quần ống rộng nha. Quần ống rộng chín tấc ha. Cái này em còn size M. Size M này là 55kg độ về mặt vừa. Size M này ha, 100k. Rồi ai lấy quần da chốt giùm em quần da. Quần da nha mấy chị, nó có cái phần beo trên đây ha. Cái phần beo này cho mình luôn. Quần da này là 130k. Quần da này là quần da này là 100k. Còn một em duy nhất ai lấy thì báo em size M. Size M là 55kg độ về mặt vừa. Rồi chia sẻ giúp em 8 lượt nữa em sẽ chơi game và tặng quà ha. Rồi quần da này là quần ống rộng chín tấc, chất vải bao đẹp luôn. Size 100k. Rồi ai lấy quần da thì chốt giùm em size M dưới 55kg mặt vừa. Hàng ở đây là hàng ở shop nha mấy chị, chứ không phải là hàng em ôm lô, em ôm lô sale ha. Nhưng mà em vẫn bán với cái giá là rất rẻ cho mấy chị luôn, để mấy chị trên live mấy chị mua không tốn phí ship. Đó, quần lên form cực đẹp nha mấy chị. Đấy ha, đây, quần lên form cực đẹp luôn. Quần ống rộng nha, quần ống rộng chín tấc ha. Rồi, cái chất vải là khỏi bàn. Dạ, chào chị Minh Châu à. Đây ha, chất vải là khỏi bàn ha. Rồi lấy ai lấy quần da chốt dùm em quần da. Quần da này size M 55kg độ về mặt vừa, 100k. Rồi ai lấy quần da chốt quần da giúp em. Em là em like thập cẩm đủ kiểu luôn, mấy chị muốn gì là có đó hết. Rồi quần da 100k, còn size M ai lấy báo em nha. Còn một cái nhất thôi, size M, hàng là Quảng Châu mấy chị. Hàng Quảng Châu đàng hoàng ha, tem mạc còn đầy đủ nha. Rồi mấy chị cố gắng chia sẻ giúp em 14 lượt nữa em sẽ tặng một cái set nước hoa ha. 14 lượt nữa em sẽ tặng một set nước hoa. Cố gắng chia sẻ giúp em ha. Mua hàng rẻ nè, rồi hàng đẹp mà mấy chị còn được tặng nữa. Chỉ cần mấy chị chia sẻ thôi. Rất là đơn giản. Rồi ai muốn xem gì cứ báo em ha. Ai muốn xem gì cứ báo. Rồi. Rồi màu đen chín tấc ha. Màu đen chín tấc này là còn size S ha, size S là dưới 50kg nha. Quần đen chín tấc là size S dưới 50kg. Quần ống rộng chín tấc luôn, 100k. Rồi ai lấy quần đen chốt giùm em là quần đen ha. Quần đen nha mấy chị, đây tem mạc còn đầy đủ ha. Tem mạc còn đầy đủ, hàng Quảng Châu luôn. Quần đen size S, rồi ai lấy quần đen chốt giùm em quần đen. Quần đen nha mấy chị. Quần đen nha. Rồi. Rồi mấy chị chấm giúp em đi ạ. Mấy giờ mấy chị muốn like cái gì? Bây giờ em bay qua em like dạ hội nha. Bay qua em like dạ hội nha. Không thấy ai muốn xem gì thì giờ em cứ lấy em like đại thôi. Rồi mẫu dạ hội này nha mấy chị. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô ở trên cổ là nó kết kim sa như thế này nha. Đó, giống cái hình mẫu mặt đây. Giống cái hình mẫu mặt nha. Đó.
Màu mẫu mặt là màu xanh ở trong đây ha, còn ngoài đây là màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha. Rồi mấy chị cố gắng xe giúp em mấy chị ơi, lượt view nó tụt xuống em buồn. Hôm nay là em không khỏe trong người đó, nhưng mà em vẫn cố gắng online cho mấy chị. Cái này eo 76, 77. Rồi, chào chị Thảo Lan nè. Chào chị Thảo Lan ha. Rồi cái mẫu này là eo 76, 77 mặt vừa nha mấy chị. Tương đương là 55, 56 ký 1m6 đổ về mặt vừa cái mẫu này. Cái chất của nó là bằng chất von ha. Chất von dày nha mấy chị. Chất von dày chứ không phải là dạng von mà may maxi ha. Von dày ha. Von nó may tới 2 lớp luôn nha mấy chị. Lai lai. Mẫu này mặc rất là đẹp, mà ai mà dành chị nào mà cao 1m6 hoặc là 1m58 đổ lên mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi ha, đây cực kỳ dài luôn nha. Đây cái này em mặc còn rộng, cái mẫu này là eo 75, 76. Ê 76, 77 là tương đương với 56, 55 ký 1m6 đổ về mặc vừa cái mẫu đỏ đô này nha. Đây, màu đỏ đô nha mấy chị, còn một em nhất thôi. Đấy ha, màu đỏ đô thì sang luôn. Còn một em thôi. Rồi ai nhanh tay thì hốt mẫu này nha. Cái này mẫu dạ hội nhưng mà form hơi nhỏ. Form này nhỏ nha. Rồi 75, 76 nha. Em coi giá cái mẫu này. Mẫu này là 220k. Mẫu này là 220k nha chị Nguyễn Thảo ơi. Mẫu này là 220k, eo 76, 77. Còn một cái duy nhất thôi. Ai lấy thì chốt giùm em. Đỏ kim sa. Đỏ kim sa ha. Hàng này là em bao giá cho mấy chị. Mấy chị mua, mấy chị tốn thêm 30.000 phí ship nữa là 250. Vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với chị mấy chị mua ở shop ha. Hàng này mấy chị mà vô shop là mấy chị mua phải 300k đổ lên. Đó, 300k đổ lên. Ở đây em bán chỉ có giá 220k thôi cho mấy chị mua trên live, mấy chị mua ở xa không tới shop thử được. Đó, thì em bán giá này là 220k khi mà mấy chị chia sẻ like này và cộng thêm 30.000 phí ship thu tiền nữa thì độ khoảng 30.000 ha. Thì mấy chị chỉ tốn 250 để mua một cái đầm dạ hội dài như thế này. Trong khi mấy chị ra shop mua là 300.000, có chỗ người ta bán 350. Đó, em bao giá cho mấy chị luôn. Đó, 220k một cái đầm dạ hội thôi. Chất von là von dày cực kỳ đẹp chứ không phải là dạng von mỏng mà may maxi ha. Đây nha, rồi ai lấy thì chốt giùm em là đỏ kim sa. Eo 76, 77 đổ lại mặc vừa cái mẫu đỏ dạ hội này ha. Rồi ai lấy thì báo em, 220k còn một em duy nhất thôi. Hàng ở đây là hàng em đang bán shop chứ không phải hàng mà em lấy lô về. Hàng sale em like cho mấy chị ha. Hàng bán shop ở đây của em nhé. Mà em bán cái giá siêu rẻ cho mấy chị luôn là 220k thôi. 220k nhé. Rồi mấy chị chấm giúp em ha. Rồi màu da ai không thích quá nổi thì hốt cái em màu da này về. Shop âm ẻo ở Bến Tre nha chị Nguyễn Thảo ơi, shop ở Bến Tre ha. Rồi cái màu da này là rớt vai như thế này nha. Đây cái mẫu màu da này là rớt vai, kết hoa ren và nổi, kết ngọc luôn. Đây một cái đầm dạ hội ha. Nó phối rất là nhiều chi tiết lại cực kỳ đẹp màu da. Và cái màu da này là mặc cực kỳ sang. Ai da ngâm da trắng gì mấy chị mặc cái mẫu này được luôn ha. Hàng em sale trên này là hàng còn một cái thôi, nếu mấy chị nào thích thì phải hốt liền ha. Hốt liền nha. Không có nhiều nha mấy chị ơi. Để em đo cái eo trước nào rồi em mới thử. Màu da cực kỳ dễ mặc. Chị Nguyễn Thảo lấy cái mẫu đó đi chị yêu ơi, cái mẫu đó cực kỳ đẹp luôn và còn một em duy nhất thôi. Mấy chị sale like giúp em ha, 12 lượt nữa em sẽ tặng một set nước hoa nha. 12 lượt nữa. Xe giúp em đi ạ. Rồi cái này nó có thể co giãn tới eo 77, 78 nha. Cái mẫu này là nói chung là eo 78 đổ lại là mấy chị sẽ mặc vừa. 78 tương đương với chị nào 1m6 thì 57, 58kg đổ về là mấy chị mặc vừa cái mẫu dạ hội này. Mẫu này là 230k. Mẫu màu da này là 230k nha. Màu da là 230k. Trời ơi em bán giá là quá rẻ luôn á mấy chị. Ra ngoài mua mấy cái mẫu này làm được giá này.
màu da này mặc rất là sang luôn. Đây nha, tùng xòe rất là đẹp, quá đẹp luôn nha mấy chị. Rồi, lên da là bị trắng luôn á, ai da ngâm mặc cũng được luôn. Rồi cái màu da này là 230k ha, eo co giãn tới 77-78 đổ lại. Rồi rương đương với là 1m6 thì tầm 57-58kg nha. Chị có cái nào 65kg không? 65kg mà cao bao nhiêu chị Nguyễn Thảo ơi? 65kg mà cao bao nhiêu? Nếu mà chị có luôn cái số đo eo thì càng tốt ha. Đây, 65kg mà phải cao bao nhiêu nữa và luôn cái số đo eo giùm em thì nó sẽ dễ dàng mua hơn. Chứ thôi mấy chị bỏ ra 200 mấy chục ngàn, mấy chị mua một cái đi về cái đầm dạ hội mà không vừa. Rồi cái màu da của em đang mặc ai lấy thì báo em. Màu da này có một cái thôi nha mấy chị. Đó, eo này, cái này dạng mà eo cũng lớn ha. Cái mẫu này là eo eo 78 đổ về nha. Eo 78 đổ về, cái màu da này chỉ có 230k thôi. Rồi ai lấy màu da thì báo em. Màu da nha, màu da nha mấy chị, rất là đẹp. Màu da này còn một cái thôi, hàng thiết kế vô shop mua là 350 á. Cho em cái chiều cao nữa chị Nguyễn Thảo ơi. Rồi màu da này ai lấy thì báo nha. Còn một em thôi, 230k nha mấy chị. Đây ha, nó kết ren như thế này luôn, kết ngọc luôn. 65kg một cao 1m65 luôn hả? Có bụng nhiều không chị? Có số đo eo không chị yêu ơi? Có số đo eo không chị Nguyễn Thảo ơi? Vì nó có độ giãn ha, độ giãn là eo 82. Eo 82 đổ lại là mấy chị sẽ mặc vừa cái mẫu này. Eo 82 ha, màu xanh. Có bút ngực luôn. Chào chị Trân Ngọc Hiếu ha. Rồi cái mẫu này, mẫu này ha, mẫu này là eo co giãn tới 82 là tương đương là 65kg đổ lại mặc vừa mẫu này. 65kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha. Đây, eo co giãn tới 82 ha, là tương đương 65kg đổ lại. Rồi em sẽ mặc thử cái mẫu này cho mấy chị xem. Còn một em duy nhất thôi. Mẫu này nó có độ giãn nè. Còn von là nó không có độ giãn nha mấy chị. Còn này là chất von shop. Von shop nó có độ giãn ha. Von shop nó gần giống như thun vậy mấy chị. Còn loại mà bạn so len thì em hết rồi. Cái so len là nó co giãn cực kỳ. Đây, đừng có để ý cái phần áo đen này của em nhé. Đây, cái này em mặc còn rất là rộng. Cái mẫu này nó có thể độ co giãn ha, co giãn của nó là 65kg ha, 65kg, dưới 65kg đổ lại mặc vừa cái mẫu này. Đây nha, mẫu này là 250k nha mấy chị, mẫu này 250k. Rất là đẹp, cực kỳ sang luôn. Đây ha, nó có độ giãn ha. Eo co giãn tới 82 đổ lại mặc vừa. 82 đổ lại mặc vừa nha. Rồi màu xanh. Cái chỗ này nó hơi xếp ly một xíu nha mấy chị. Đó, xếp ly như thế này rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy xanh này thì báo em ha. Cái này là dạng xanh cổ vịt đó mấy chị. Cái này dạng xanh cổ vịt ha. Có mất ngực ha. Ai không thích mất ngực về mình tháo ra. Đây ha, xanh cổ vịt ha. Rồi ai lấy xanh chóp xanh giúp em. Eo co giãn 82 đổ lại ha. Eo co giãn 82 đổ lại là dưới 65kg là mấy chị mặc vừa cái mẫu này. Rồi ai lấy xanh báo xanh giúp em.
một màu nhưng mà cái kiểu của nó phối lên rất là đẹp đây ha. Rồi ai lấy xanh thì chốt dùm em xanh. Xanh này là 250k nhé. Rồi ai lấy xanh thì báo xanh dùm em. Rồi mấy chị chấm giúp em nè, chấm giúp em. Rồi mấy chị, giờ mấy chị thích like gì nữa à? Thích like gì nữa báo em. Chứ giờ em like mà mấy chị cứ im vậy thì sao em biết đường em like cái gì nữa. Không biết đường rờ. Rồi 6 chị đang xem chấm giúp em một chấm nè. Rồi mấy chị thích like cái gì đây ha. Dạ hội. À, dạ hội lửng nha. Dạ hội lửng, dạ hội ngắn thôi. Đây ha, bằng von. Nó cách cách đá như thế này nha. Đó, nó cách đá như thế này. Chào Yến nè. À, chào chị Lợi Trần nè. Rồi nó cách đá như thế này ha. Em này sale 140 luôn, 55kg, 1m6 đổ về mặt vừa. Màu xanh ha. Rồi ai lấy xanh, dạ xanh ngắn thì chốt giùm em ha. Hoặc là chốt giùm em xanh đá. Xanh đá 140 nha. Xanh đá em sale 140k luôn, 55kg, 1m6 đổ về mặt vừa. Đó, nó mặc lệch vai như thế này ha, rất là xinh, rất là trắng da luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là xanh đá. Xanh đá là 140k. Rồi bây giờ mấy chị ở đây đang xem, muốn xem gì mấy chị đi comment giúp em. Mấy chị muốn xem gì mấy chị comment giúp em đi. Em có bán quần jean nịt bụng nữa nha mấy chị. Quần jean nịt bụng size 2XL, dành cho chị nào từ 65kg đổ về ha. Quần jean nịt bụng 60k. Ai muốn lấy quần jean nịt bụng thì báo em ha. Quần jean nịt bụng nó nịt lên tới cái phần ngực của mình luôn nha mấy chị. Ôm cái bụng mình lại, và khi mấy chị mặc tầm body nó sẽ gọn cái bụng mình lại và rất là đẹp ha. Cái hàng này ở đây là em bán cho mấy chị làm việc ở công sở. Công sở mấy chị làm văn phòng á, mấy chị rất là thích. Tại vì nó ôm bụng nhưng mà nó cực kỳ thoải mái, chứ không phải những cái loại mà nó gài. Nó gài lại mấy chị chịu không nổi đâu. Còn hàng này của nó là rất là ôm bụng và rất là gọn cái bụng mình luôn. Rồi ai có lấy thì báo giùm em là quần nịt bụng. Quần nịt bụng với giá là 60k thôi. Nịt bụng là em bán với giá 60k nhé. Rồi bây giờ đem mấy chị biết xem gì nè. Chân váy ha. Chào Trâm nè. Mấy chị đang xem chia sẻ giúp em 20 lượt xem em sẽ tặng một cái set nước hoa ha. Rồi một cái chân váy body nha mấy chị. Chân váy body sọc. Đây ha, chân váy này là em bán với giá 120k. 120k ha. Cái này nó có độ co giãn nha. Chân váy là chân váy hàng Quảng Châu. Mẫu này là hàng Quảng Châu nha. Eo là tầm eo 70. Eo 70, 72 nha. Eo 70, 72 chân váy. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là chân váy họa tiết ha. Chân váy họa tiết này là 120k. Hàng là hàng chân váy Quảng Châu nha mấy chị. Đằng sau nó có xẻ như thế này ha. 120k chân váy này, còn một em duy nhất thôi. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là chân váy họa tiết. Chân váy họa tiết là 120k mấy chị. Chân váy họa tiết này chỉ có 120k thôi, còn một cái duy nhất. Eo 70-72 là tầm 52 cái 1m6 đổ về thôi. Rồi ai lấy thì bảo em chân váy họa tiết nha, 120. Giờ em cứ like lộn xộn, mấy chị thích gì thì mấy chị hốt cái đó thôi. Like nói chung em cũng không khỏe lắm, nhưng mà cố gắng lên like cho mấy chị. Đây, lên form như thế này nha. Đó là dạng chân váy dài, mấy chị phối với áo thun cũng được, hoặc là phối với áo sơ mi cũng được ha. Đây. Rồi chân váy họa tiết ha, em mặc là nó tới gối nha. Ai mà cao 1m6 thì nó trên gối một xíu. Rồi họa tiết này ai lấy thì báo em 120k một cái chân váy. Chất vải nó giống như là hơi nhung mấy chị, nó nỉ nỉ hơi nhung đẹp lắm. Rồi ai lấy cái này thì báo em ha, còn một cái thôi. Chân váy họa tiết dáng ôm body ha. Rồi xe like giúp em đi mấy chị, tụt lượt view em buồn lắm.
Rồi ai đang xem chấm giúp em một chấm đi mấy chị ơi. Chấm giúp em một chấm à. Chia sẻ đi mấy chị ơi, 20 lượng em tặng xếp nước hoa ha. Thank you.
8 giúp em nè. Chào Trân Tiểu Yến nè, lâu quá không ghé chị ha. Lâu quá không ghé chị rồi, mấy chị share like giúp em ha. Share like để thêm 17 lượt xem nữa em sẽ tặng một set nước hoa ha. 17 lượt xem em sẽ tặng set nước hoa. Rồi mấy chị cố gắng share livestream giúp em ha. Share livestream mua hàng đẹp giá rẻ và được tặng quà tặng luôn. Hôm nay có 2 set, đầu like 1 set và cuối like 1 set để tặng cho chị nào may mắn nhất ha. Rồi cố gắng share giúp em nha mấy chị ơi, share like giúp em ha. Hôm nay like buồn quá đi. Rồi chào chị Nguyễn Thỏ Ngọc nè. Rồi ai đang xem chấm giúp em 1 chấm ha. Chấm giúp em 1 chấm để em tiếp tục like cho mọi người xem ha. Rồi ai muốn em like gì mấy chị comment giúp em ha. Muốn em like gì cứ comment giúp em sẽ like cho mấy chị xem ha. Chào chị Nguyễn Thỏ Ngọc. Lai đầm hả chị ơi? Chị lai đầm hả? Chị cho em cái chiều cao cân nặng đi, em sẽ lai đầm cho chị xem ha. Nói chung ở shop em là chuyên về đầm nhiều ha. Chị muốn lai đầm body hay đầm xòe, cho em luôn cái chiều cao cân nặng, em sẽ lấy hàng cho mình nó sẽ dễ hơn nha chị, để chị khỏi phải đợi lâu ha. Rồi cái mẫu em đang cầm là dạng cổ yếm nha mấy chị ơi. Cổ yếm và nó có độ co giãn ha. Eo 80 đổ lại. Cái mẫu này eo 80 đổ lại ha. Eo 80 đổ lại cái mẫu này nha mấy chị. Rồi tương đương với 60kg 1m6 đổ về mặt vừa ha. 60kg 1m6 đổ về mặt vừa. Cổ yếm và nó kết ngọc luôn. Cổ yếm và kết ngọc như thế này ha. Rồi mẫu này hôm nay em sale với giá 190. Sale với giá 190 nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt giùm em là hồng. Màu hồng và màu đỏ nha. Hồng và đỏ cổ yếm nha mấy chị. À 1m55 và cân nặng bao nhiêu chị yêu? 1m55 cân nặng bao nhiêu chị? 1m55 là bằng với em là em cũng 1m55. Chị nặng bao nhiêu chị cho em luôn cái cái gì? Cái chị thích đầm ren, đầm xòe hay là đầm body thôi. Đây cái mẫu em mang rất là đẹp nha, có bút ngực luôn. Cái mẫu này là 60kg nha. 60kg co giãn nha mấy chị, co giãn đến 60kg đổ lại mặt vừa. Dạng cổ yếm còn màu hồng và màu đỏ. Màu hồng và màu đỏ 190k chào hơn nè. Đây nha. Đây màu hồng và màu đỏ cổ yếm nha. Cổ yếm 45kg hả chị? 45kg là chị bằng với em á. Em cũng tương đương khoảng 45-46kg. Chị Nguyễn Thỏ Ngọc ơi, chị thích đầm xòe hay là chị thích body ạ? Chị thích xòe hay body? Xòe hay body? Nói chung ở đây em mặc vừa cái nào là chị mặc vừa cái đó. Chị thích xòe hay body? Rồi mấy chị nào đang xem chấm giúp em 1 chấm ha. Rồi ai lấy cổ yếm thì chốt giùm em là cổ yếm này nha. Cổ yếm này là 60kg lại mặt vừa ha. Còn màu hồng và màu đỏ. Rồi ai lấy cái mẫu này thì báo em 190k. Cổ yếm này là 190k. Còn hồng và đỏ nha mấy chị. Hồng và đỏ ha. Rồi ai lấy thì báo em nhé.
Đây là hàng thiết kế nha mấy chị, nhưng mà còn hai cái bán giá sale á, chứ mấy chị mà ra ngoài tiệm mua cũng không ai bán mấy cái giá này đâu. Cổ yếm cắt nhọc luôn, em bán giá mềm cho mấy chị có 190 thôi. Rồi ai lấy cổ yếm này thì báo em ha. Cổ yếm này là 60kg đô lại mặt vừa luôn, 60kg đô lại mặt vừa nha. Rồi cái mẫu ren xè tầng này nha mấy chị, ren xè tầng này ha. Đây, phần ren nè, phần lưới, phần ren, phần lưới. Cái này là dạng tay lỡ ha, còn một cái duy nhất thôi, em sale giá 190 luôn. 190 luôn nha. Rồi cái mẫu này là eo 70 đổ lại ha. Eo 70 đổ lại mặt vừa. Là nó tương đương với 52kg 1m6 đổ về mặt vừa cái mẫu này nhé. Ai thấp hơn 1m6 thì mới trừ, mấy chị trừ cái số ký xuống giúp em. Em nói ở đây là cái số ký cao nhất là có thể mặc được cái đầm này ha, chứ không phải là cái đầm này là chỉ có 52kg 1m6 là mặc vừa. Đây là chị Nguyễn Thỏ Ngọc ơi, em mặc vừa là chị mặc vừa nhé. Rồi. Cái này eo nhỏ nha, eo tầm 70 thôi, chị nào không có bụng mặc nó sẽ rất là đẹp. Đây nha, cái mẫu em đang mặc ha, 190 luôn. Rồi chào chị Mỹ Linh nè. Rồi ai lấy mẫu em đang mặc thì chốt giùm em là ren 4 tầng ha. Ren 4 tầng 190. Ren 4 tầng thì 190 nha, eo 70 đổ lại mặc vừa nha mấy chị. Eo 70 ha. Em có bụng nên cái mẫu này nó mặc hơi chật cái phần bụng. Rồi con chào cô Trang Trương ạ. À, cô nhận được hàng chưa dạ cô yêu ơi? Cô nhận được hàng chưa cô? Rồi cái mẫu em đang mang ai lấy thì chốt giùm em là ren 4 tầng. Ren 4 tầng 190. Nay cô có nhận được hàng chưa ạ? Rồi ai đang xem chấm giúp em 1 chấm đi mấy chị ơi. Chấm giúp em 1 chấm nha. À mấy chị có muốn like hàng thiết kế cao cấp không ạ? Mấy chị có muốn like hàng thiết kế cao cấp thì báo em ha. Hàng thiết kế cao cấp mới về cực kỳ đẹp ha. Chị nào muốn lai hàng thiết kế cao cấp thì nói em. Giá dao động từ 350 đổ lại ha, 350 đổ lại. Rồi ai muốn lấy hàng thiết kế cao cấp thì báo em. Rồi ai đang xem chấm giúp em 1 chấm mấy chị chia sẻ giúp em ạ. À. Chia sẻ đạt 16 lượt nữa thì em sẽ tặng một cái set nước hoa ha, tặng một set nước hoa như thế này. Đây ha. Giá thị trường người ta bán là 120-150 một set. Ở đây em chỉ bán là giá 90k. Và hôm nay em sẽ tặng 2 set cho hai chị nào may mắn nhất. Khi mấy chị chia sẻ like này lên 20 lượt giúp em ha, 20 lượt em tặng một set nước hoa cực kỳ thơm nhé. Rồi chào Nghi Trần nè. Rồi mấy chị chia sẻ giúp em ha, lâu quá không ghé chị ủng hộ mua đồ nè. Rồi ai muốn em ai xem gì thì cứ báo em sẽ lấy đồ like cho xem ha. Rồi mấy chị chấm giúp em nè. Dạ cô nhận được rồi, vậy con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Rồi mấy chị chấm giúp em ha, ai muốn xem gì cứ báo em ha nha mấy chị ơi. Ai muốn xem gì báo em, mấy chị đừng có im lặng với em như vậy. Ai muốn xem gì báo em lấy cho like cho xem. Rất là nhiều ha. Rồi chân váy nha mấy chị, chân váy ha, form này nói chung cũng phi size thì nó tầm 60kg đổ lại ha. Nó này thôi chắc ăn nhất là 55 đi, 55kg 1m6 đổ lại ha. Ở trong là vải và ở ngoài đây là nó phối lưới ha. Đây nó phối lưới như thế này nha. Rồi mẫu này 120k luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là chân váy đen lưới ha. Đen lưới còn 2 cái ha. Còn hai cái chân váy đen lưới 120k nha mấy chị. 120k một cái chân váy như thế này ha. Cái này mấy chị phối với áo thun hoặc là áo kiểu ha, mặc rất là cưng luôn. Rồi cái chân váy là 120 ha. Ai lấy cái này thì báo em ha. Còn hai cái nha, 120k.
Rồi đầm sơ mi nha mấy chị. Đầm sơ mi ha, màu đỏ sọc ha, đỏ sọc và màu hồng. Đỏ sọc và màu hồng đều là form tay dài hết. Cái này kèm một cái khăn khăn hoàng cổ như thế này nha. Rồi khăn hoàng cổ form đều là 60 kg đổ lại ha. 60 kg đổ lại là mặt vừa. 60 kg đổ lại mặt vừa, hai form đa dạng đầm sơ mi nha. Rồi có màu đỏ và màu hồng. Rồi 130k ha. Rồi ai lấy cái này thì chốt giùm em đỏ hoặc hồng. Hồng là tay dài một màu trơn, có túi luôn nha, có túi và có cái khăn hoàng cổ luôn. Còn cái đỏ đây là sọc ha, sọc caro nhé. Sọc caro, đầm sơ mi ha. Rồi form này thì tầm 55kg, 1m6 độ về. Còn form này là 60kg luôn nha, 60kg. Rồi ai lấy cái nào thì chốt giùm màu giùm em ha. Đỏ sọc hoặc là hồng ha, 130k. Đỏ sọc hoặc hồng. Rồi mấy chị muốn xem gì mấy chị chấm nào. Bây giờ mấy chị chia sẻ giúp em ha, tăng bạn bè vào xem ha. Em like hàng đồng giá 100.000 ba cái. Có ai muốn xem hàng đồng giá 100.000 ba cái thì báo em like cho ha. Cố gắng chia sẻ giúp em like 100.000 ba cái nha mấy chị. Chào chị Nguyễn Như Minh. Đầm đi tiệc hả? Đầm đi tiệc mà chị muốn xem hàng thường hay hàng cao cấp, và muốn xem đầm xòe hay là body ạ? Body hay là xòe chị Nguyễn Như Minh? Đầm ren body, ok, đầm ren body. Đây đầm ren. Cái này ở dưới là ren kim sa nhé. Đây là ren kim sa, ở trên là bằng phi lụa. Đây ở trên là bằng phi lụa ha. Form này thì nó, để em đo cái eo. Form này nói chung, form này nó hơi nhỏ ha. Chị cân nặng và chiều cao cho em đi chị Nguyễn Như Minh ơi. Cho em cái chiều cao và cân nặng nha. Cái mẫu này là eo 72, 73 là tầm 52kg, 1m6 độ về ha. Body ở trên là phi, ở trên là phi, ở dưới là ren kim sa ha. Một cái duy nhất thôi. Rồi cái mẫu này, có thích em like màu gì thì nói em like cho. 1m58, 48kg rồi, dáng siêu chuẩn luôn. Mẫu nào chị mặc cũng vừa luôn. 6, 48kg. Rồi mẫu này là 190 ha. Eo 70 hả? Eo 70 đây, cái mẫu mặt mẫu này là eo 70, 72 đổ lại ha. Rồi mẫu này là 190 ha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là đen ha. Đen tay dài, đen tay dài nha. Chị cứ thích màu gì không chị Nguyễn Như Minh, em lấy em like cho lẹ chứ không gì hết á. Rồi mẫu màu đen là bán mẫu này là 250k, em lộn nha. Em xin lỗi mấy chị, mẫu này là 250k ha. Mẫu này 250k. Đó, này là ren kim sa, ở trên là phi lụa cổ đắp chéo, 250k. Lộn. Rồi ren body đúng không? Ren body eo 70. Hàng thường đó là nó sẽ dao động từ 190 đổ xuống ha chị Nguyễn Như Minh. Còn nếu mà hàng cao cấp á là nó từ 200k đổ lên. Chia sẻ 20 lượt chị, 20 lượt xem á, 20 lượt xem em tặng nước hoa. Nói chung là lượt tương tác càng nhiều thì em sẽ có cơ hội tặng với chị nhiều. Đây ren body này. Ren body này là bẹt vai nha chị Nguyễn Như Minh ơi.
ren body bẹt vai ha. Mẫu này là co giãn eo 70-72 mặt vừa. Eo 70-72 có màu trắng và màu đen. Màu trắng và màu đen nhé. Rồi mẫu này là 200k. Mẫu này là 200k nhé. Đây ở trên là nó ren lá như thế này nha. Đây nó ren lá và cái chân ren luôn. Đây nha. Đó này là eo 70-72 đổ lại mặt vừa. 200k ha. Có màu trắng và màu đen. Màu trắng và màu đen. Cái giá này là em bán trên live cho mấy chị á, giá sale trên live á. Chứ mấy cái giá này là bằng giá em bỏ sỉ cho khách luôn rồi đó. Rồi. À, loại có tay cái này là ren bẹt vai nhé. Cái mẫu này là ren bẹt vai. Rồi ai lấy cái mẫu này thì chốt dùm em là bẹt vai kèm màu ha, bẹt vai trắng và bẹt vai đen. À, nó là eo 70-72 ha, eo 70-72. Rồi cái mẫu tiếp theo là dạng body đuôi cá nha. Body đuôi cá này em có màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ và màu xanh là 190k cái mẫu này nha. 190k cái mẫu này. Này là tay ngắn nha, tay ngắn. À, chị Như Minh ơi, chị có thích cái màu gì không? Để biết em like. Mẫu này là eo 68-70 mặt vừa. Eo 68-70 đổ lại mặt vừa ha. Có màu đỏ và màu xanh. Ở dưới là chân váy là đuôi cá như thế này ha. Rồi, ai lấy cái mẫu này thì chốt dùm em là đuôi cá ha. Body đuôi cá kèm màu, màu đỏ và màu xanh ha, 190k. Eo 70 đổ lại mặt vừa ha. Eo 70 đổ lại mặt vừa là tầm 50-52kg 1m6 á. Rồi cái mẫu màu xanh riêu ha. Xanh riêu cái mẫu này chị lấy mặt cho đẹp. Cái mẫu này xanh riêu là mẫu này nó là dạng rớt vai thế này ha, nó khoét cái vai của mình. Mẫu này thì 150k ha. Mẫu này 150k màu xanh riêu. Đây ha, 150k màu xanh riêu dáng dài nha, dáng dài. Em like, em dơ lên đó, chị nào không thích cái mẫu nào thì mấy chị chấm giúp em. Để em biết em qua mẫu em like cho dễ hơn. Rồi cái mẫu này là dạng cổ sơ mi ha. Cổ sơ mi dáng dài luôn, có màu đỏ và màu hồng. Màu đỏ và màu hồng ha. Rồi 190 luôn. 190 luôn ha, đỏ và hồng 190. Cái này tầm 52kg 1m6 đổ về thôi. 52kg 1m6 đổ về. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là hồng đen hoặc đỏ đen ha. Hồng đen hoặc đỏ đen. Rồi cái này ren màu trắng còn một em duy nhất thôi. Tầm 50-52kg 1m6 đổ về mặt vừa ha. Rồi ai lấy ren trắng thì chốt giùm em là ren trắng nha. Ren trắng 190k. Rồi cái màu đỏ. Màu đỏ này ren cực dày luôn ha. Có tay. Có tay nha. Ren cực dày luôn. Rồi sale giá 190 luôn. 190 form này cũng tầm 50-52kg 1m6 đổ về luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em là ren đỏ. Ren đỏ ha, còn một em duy nhất thôi. Body hết nha mấy chị, body hết. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Ai lấy thì chốt giùm em ha. Thích màu nào thì chốt giùm em màu đỏ. Rồi có được cái nào không chị Như Minh ơi? Còn không thì em nghỉ like ở đây nha. Hôm nay like ít lượt xem quá, em không có động lực em like. Rồi mấy chị muốn xem gì không? Chị Như Minh có được cái nào không? Ai muốn xem gì thì cứ inbox cho em. Chào chị Cẩm Tú nè. Tại vì hôm nay lượt tương tác ít quá nên không có like nhiều được. Em có bỏ sỉ nữa, ai muốn lấy sỉ thì báo em. Chào Nguyệt Minh. Em gửi cái đầm lại cho chị chưa Nguyệt Minh ơi? Em gửi cái đầm lại cho chị chưa?
Có muốn chọn kiểu luôn thì chị lấy cái kiểu rang cho em chọn. Đâu rồi ta? Tại vì hàng ra xa lớn cũng mới về, cũng có một hai cái thôi, không có nhiều. Thôi chị bà bán khách sạn khách ở đây là hết luôn á. Ủa, chia rồi hả? Vậy em có muốn 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 lấy đầm xa lớn nữa không thì báo chị. Ok em. Rồi, chị cho xem mẫu ha. Đây nha. Cái mẫu này chị có size nè, có màu hồng và màu da. Màu hồng và màu da, nhưng mà để chị đo eo. Cưng là eo 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 nhiêu chị quên rồi. Eo 90 hay 85 vậy? Em ưng cái mẫu này không? Cái này size 2X mà. Cái này chị sợ không vừa quá. Cái này size 2XL đó Nguyệt Minh. Cái mẫu là size 2XL nè. Size 2XL cái mẫu này nè. Em ưng cái mẫu này không? Mẫu này là size 2X nè. Size 2XL. Đó, cái mẫu này là 190 luôn. Mẫu này được không? Đây là size 2X nha. À, mẫu khác rồi, ok em. Rồi, ai lấy cái này thì chờ báo size giúp em ha. Có size L, size XL, size L và size 2X luôn ha. Cái mẫu này em đang cầm là có size nha. Ai thích cái mẫu này thì báo em 190 ha. 190 nha. Rồi, cái màu xanh này là dạng phông suông bằng ren luôn. Màu xanh phông suông bằng ren. Cái này có độ giãn vô tư luôn ha. Cái này có độ giãn vô tư luôn. Chào chị Thị Khấu nè. Chào chị Nguyễn Thị Loan. Rồi, cái mẫu này màu xanh ha. Màu xanh này là 190 luôn. Cái này là 65kg đổ lại mặc vừa luôn nha. 65kg đổ lại mặc vừa rồi. Ai lấy xanh này chốt giùm em. Chốt giùm em là xanh ha. Xanh ren. Xanh ren này là 190 nha.
65 kg đổ lại mặt vừa, cái xanh này luôn, dạng phong su rất là đẹp. Mấy chị hàng này mới vào cái chát luôn. Đây ha, cái rang của nó như thế này ha, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp nha, nó có độ giãn nha mấy chị. Rồi ai lấy cái mẫu xanh này thì chốt giùm em, xanh rang ha, xanh rang 190 nha, eo là có thể eo 100 đổ lại luôn á, eo 100 đổ lại, co giãn nha mấy chị, có độ co giãn ha. Rồi ai lấy xanh này thì chốt giùm em. Chào chị anh Thu Trinh ha, anh Thu Trinh. Rồi ai lấy cái này thì chốt giùm em ha. Đây, màu xanh này là eo 100 đổ lại luôn, eo 100 đổ lại là dành cho chị nào 65 kg đổ lại mặt vừa, 65 kg. Rồi ai lấy xanh này thì báo em 190k. Cái tay của nó rất là đẹp nha mấy chị, đó, cái tay của nó rất là đẹp, 190k. Ai lấy xanh thì báo xanh giúp em, 65 kg ha, 65 kg đổ lại mặt vừa, 65 kg. Rồi cái mẫu này là hoa, hoa xếp ly ha, hoa xếp ly. Mấy cái form này là form lớn nha mấy chị. Đây, ở dưới chân rang, ở dưới là chân chân xếp ly luôn. Đây ha, hoa, hoa nhé, hoa nhí bằng vải nha, hoa nhí bằng vải, hàng thiết kế nha mấy chị. Rồi cái mẫu này là eo 84, eo 84 đổ lại mặt vừa ha, eo 84 đổ lại mặt vừa. Rồi ai lấy hoa nhí này thì báo em, hoa nhí này là size L nha mấy chị, hoa nhí này là size L, 190 luôn nha, 190. Đây ha, tay loe rất là dễ thương luôn mấy chị, tay loe ha, cầm cái đầm này rất là nặng tay mà chỉ có 190k thôi. Eo 84 đổ lại mặt vừa nhé, eo 84 đổ lại mặt vừa. Rồi ai lấy hoa nhí thì chốt giùm em là hoa nhí, hoa nhí 190 ha, cổ tim, cổ tim như thế này ha, 190k, hàng cực kỳ đẹp luôn, rất là nặng tay ha. Rồi ai lấy hoa nhí chốt giùm em hoa nhí, mấy cái phong to nha mấy chị, phong to nha. Rồi chắc không có đầm nào vừa với em luôn rồi mấy người đó. Eo để khi nào có phong lớn chị báo. Có công chúa rang eo 90 không chị? Công chúa rang eo 90 chắc không có luôn quá em ơi, chắc không có rồi, sợ về em mặc không vừa. Để đợt sau chị coi có hàng rang chị báo cho Nguyệt Minh ơi. Giờ vải thì nó có thể có độ giãn thôi, chứ mà rang eo 90 là hết full. Qua Tết người ta không làm hàng size lớn nữa mới chết chứ. Eo 85 mà rang mà còn không có hàng để chị bán mà. Không có rồi Nguyễn Minh ơi. Chào Thư nè. Ok chị, có gì hàng về chị báo cho em ha nha. Rồi ok, nếu mà có hàng size lớn chị báo cho. Rồi mấy chị giờ đang xem nè, mấy chị muốn xem em like cái gì nữa à? Mấy chị muốn xem em like cái gì mấy chị báo em đi ạ. Em tắt like rồi, cái mấy chị cứ nghĩ em còn like, cái mấy chị muốn xem áo khoác jean. Áo khoác nè mấy chị, mấy chị có muốn xem áo khoác không ạ? Chào Yến Thu. Rồi mấy chị giờ muốn, chị muốn xem gì nè? Em giờ hết biết like cái gì rồi, like cái gì mấy chị cũng không có phản ứng gì hết. Không biết like cái gì nữa. Ở shop thì rất là nhiều nè, set nè, áo kiểu nè, rồi đầm kiểu ha, rồi áo thun, áo thun thon rộng, rồi dạ hội, xâm dài, xâm ngắn, đầm, nói chung là rất là nhiều mẫu, nhưng mà em like không có thấy mấy chị hưởng ứng gì hết, cho nên bây giờ muốn hỏi mấy chị là bây giờ mấy chị muốn xem cái gì, mấy chị có muốn xem mỹ phẩm hay không hả? Em cũng có mỹ phẩm luôn nha, có quần sen nịt bụng 65 kg độ về mặt vừa ha. Rồi ai muốn lấy quần nịt bụng thì báo em, size 2XL nha mấy chị, nịt cực kỳ thoải mái luôn, chỉ có 60k một quần thôi.
đó, hỗ trợ cho mấy chị mặc đầm ôm body nhưng mà có cái bụng á. Rồi chia sẻ đi, 16 lượt nữa, 16 lượt xem em tặng ha, 16 lượt xem em tặng có set nước hoa như thế này thôi. Đó, set nước hoa là người ta thị trường người ta bán 100-250 đó, lại ở đây em bán 90k thôi. Và hôm nay em tặng ha, 20 set, em tặng 2 set cho đầu like và cuối like. Mấy chị chỉ còn chia sẻ lên 20 lượt giúp em. Đầm bầu vàng bao nhiêu vậy chị? Đầm màu vàng này là dạng có giả giả hội nhé. Đầm màu vàng là dạng giả giả hội. Nó độ co giãn ha. Rồi mẫu này là 190k nha Trần Công Hưởng ơi. Mẫu này là 190k ha, có cái beo nịch luôn. Nó có độ co giãn ha, form này 60kg lại mặt vừa. Form này là 60kg lại mặt vừa ha, 190. Bán giá siêu đãi cho mấy chị trên like á. Chỉ còn xe like của em 3 lần thôi thì em sẽ bán cái đầm này với giá 190 nha. Còn mấy chị mua ở ngoài là không có giá này đâu. Đó, màu vàng này là còn một em duy nhất thôi. Ở trong body của ở ngoài là nó dạng xòe đuôi tôm ra. Còn một em duy nhất màu vàng này thôi, 190 nha. Rồi ai muốn xem gì mấy chị nói em để em biết đường em like. Chị có muốn xem hàng 100.000 ba cái thì chấm giúp em. Ai muốn xem hàng em like 100.000 ba cái em xả xe 100.000 ba cái luôn. Ai muốn xem thì chấm giúp em để em like. Cũng còn ít nè. Lúc trước là em bán 59.000 là nay em xả luôn 100.000 ba cái cho nó sạch shop. Gọn shop lại. Rồi ai muốn like hàng 100.000 ba cái là lúc trước em bán hàng 59k là nay em xả ra luôn, em xả 100.000 ba cái. Rồi mấy chị muốn xem thì mấy chị chấm giúp em để em like cho mấy chị xem. Còn không ai hưởng ứng nữa là em nghỉ luôn rồi. Úi, mà nay không bán được gì hết nè. Ai đang xem muốn xem gì cứ báo em like cho xem ha.